mua ở đâu cũng vậy, trong lúc mua hàng á mình nên quay video lại giống như mình vậy nè ha, lỡ như mà khui ra rồi bên trong nó có bị rơi rớt hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi phụ kiện thiếu cho mình đó, mình có thể mình gửi video này lên cho shop để người ta giải quyết rồi người ta bổ sung hoặc là người ta đổi cho mình sản phẩm khác nghe nè. Ở đây mình sẽ có là hai ke gốc rất là bự luôn ha. Cái này nó thương hiệu CBH, mua cái máy hàng thì sẽ được shop tặng kèm cho mình là hai cái ke luôn ha. Là loại bự hay gì đó em ơi. Đây, để mình đo xem. 12 cm nè. Cái chiều ngang là 19, còn cái độ dày của nó sẽ là 2,5 cm ha. Thích rất là chắc anh em hàng kệ, hàng sắt rồi đó. Thì mình muốn cho hai cái này nó cũng lại nhau nè, mà nhiều khi nó quơ qua quơ lại đó, hãy sử dụng cái này để mình hít, mình cố định lại ha. Này thì có thể để vô nè, nó hít cứ ngắt anh em ơi. Đó là mình ke góc vuông lại gì nè, mình cứ hàng nói lại ở đây là ok ha, rất là chắc chắn luôn ha. Cầm nè, không có rớt nổi nghe nè. Và bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp thương hiệu của Pony nè, bên dưới thì sẽ có những thông số của con máy, hình ảnh của máy nè, và model của nó sẽ là MMA 2.E ha. Quanh thì sẽ là những cái hình ảnh quảng cáo của con máy. Ở đây nó có một cái bảng thông tin nè, có model nè, nhà sản xuất rồi nhà nhập khẩu rồi nè, cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Và bên trong cái hộp này thì mình có một cái cuốn sách hướng dẫn này, video nè. Ở đây là cái kìm hàng, kẹp mát. Đây là cái mo hàng tặng kèm nè, một cái búa gõ sỉ. Và cuối cùng sẽ là con máy của chúng ta ha. Phần màu đỏ nó là kim loại và nó sưng tĩnh điện. Những cái phần màu đen này nó sẽ là những cái nhựa để nó chống sốc, chống va đập anh em. Thương hiệu của Pony nè, hình con ngựa ha. Trước nó sẽ có một cái núm, anh em có thể chỉnh dòng nè. Này là nhỏ nhất. Qua đây maximum là cao nhất. Bên đây thì nó ghi MMA 200. Rồi inverter, ARC, welding machine, đồng hồ hiển thị nè. Bên đây là cái đèn báo OC. Và ở phía trước này nó cũng có một cái không gian tản nhiệt cũng rất là bự ha nè. Có thể nhìn thấy bên trong kìa, dây đồng nó quấn kìa, cũng rất là đã luôn ha. Anh em để ý ngay cái góc nó ghi dấu cộng là anh em ghim kèm hàng, còn ngay chỗ cái góc bên đây nó ghi dấu trừ là anh em sẽ ghim kẹp mát vô đây ha. Sau thì nó sẽ có là cộng dây nguồn, trên đây là cái nấm on off chỉnh tắt mở. Điện ở đây mình sử dụng là điện 220V cộng trừ 15%, tần số là 50-60Hz. Và ngay chỗ đây chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt cũng rất là bự luôn ha. Ồ, phía bên dưới này mình thấy nó cũng có thông tin nữa nè. Ở đây thì chắc là cái số series của máy ha. Hàng chính hãng thì lúc nào thông tin nó cũng đầy đủ, rõ ràng hết em. Và ở đây mình có kích thước nè. Mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung ha. Đầu tiên mình sẽ đo cái chiều dài của nó. Nó tầm cỡ 20. Cái chiều cao của nó tầm cỡ 14. Và cái bề rộng của nó thì nó tầm cỡ 9cm ha. Bên đây là cộng dây nguồn của nó nè. Đo từ đây. Đo vô thân máy nó tầm cỡ 105. Cái kìm hàng kẹp mát của nó nè, để mình đo luôn cho anh em dễ hình dung ha. Đầu tiên thì mình sẽ đo cái kìm hàng trước nha. Mình đo tới đây nó tầm cỡ 169. Còn cái kẹp mát mình đo từ ở trên đây nè. Rồi mình đo tới đây thì nó tầm cỡ 130cm ha. Ở đây mình có cái cân nè, mình sẽ cân thử xem. Mình cân được nó sẽ là 2kg 068g hay nè. Mặc dù nó là con máy nhỏ gọn đó, anh em nhìn thấy là linh kiện của nó sẽ thiết kế kín mít hết nguyên con máy luôn ha. Anh em nhìn thấy nó có hai cái tụ nè, rất là bự nha nè. Ở đây nó có thương hiệu là H nè, 450V, 470 microfarad, những cái tản nhiệt nhôm nè. Ở đây thì nó có một cái cuộn dây đồng cũng rất là khủng luôn ha, cái tụ nhỏ nè. Rồi ở đây thì nó có cái gì, 40 2.33 2.23, linh kiện đồ thông số đồ cũng cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Và tản nhiệt thì nó cũng có số series, máy nhỏ nhưng mà nó cũng có đủ gờ le luôn nè ha. Và bây giờ thì mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test sử dụng thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào anh em. Con máy của mình cứ để chặn vậy nè, test cho anh em tham khảo. Mình test trên cọng dây 5m luôn ha. Tiếp theo thì anh em sẽ lắp cục mát vô. Dấu cộng là kìm hàng, còn dấu trừ là kẹp mát ha. Và con máy nó sử dụng là điện 220, điện gia đình của mình nha anh em. Mình chỉnh thấp nhất của nó sẽ là 10 nè. Còn cao nhất
thì nó sẽ là 203. Cái số này nó cũng không quan trọng đâu. Nhấn này nè, ngay chỗ cái vạch trắng đó, anh em chỉnh cho nó cỡ giữa giữa vậy nè là ok rồi ha. Đây mình có mấy khúc hợp 36 nè, hàng thử coi sao anh em. Anh em muốn hàng gấp vuông á thì để cho nó cùng đầu vậy nè. Cái hàng sắt hợp bình thường xài gia đình á, anh em sử dụng cái đũa cỡ 2.5 ly. Những anh em ở nhà xài gia đình á thì mình mua cái nón hàng hoặc là cái kiến hàng điện tử á, đeo vô mình xài thì nó sẽ không có bị đau mắt ha. Khi mình test á thì mình thấy không có hiện tượng bị dính qua hàng anh em. Cứ nhấp vô là nó ăn à, rất là đã luôn ha. Đây, mối hàng của mình nè. Anh em nhìn thấy cái mối nó cũng rất là ngấu luôn ha. Bên đây là mới nãy mình chấm chơi chơi nè, mà anh em nhìn thấy cái mối nó tròn quay nè, sáng bóng rất là đẹp luôn ha. Và nãy giờ mình sử dụng á, mình thấy cái máy này nó cũng có cái chức năng bảo vệ rất là hay luôn. Khi mà mình dí cái que hàng này nè, cố tình làm cho nó bị dính thì con máy nó sẽ tự động nó giảm dòng và nó ngưng hoạt động ha. Nãy giờ mình test là sắt hợp mỏng, bây giờ mình sẽ test thử trên sắt dày coi sao anh em. Một đầu tiên mình sẽ kéo thử một que hàng 2.5 ly anh em. Thì sắt dày anh em có thể mình chỉnh dòng hàng cho nó cao hơn xíu ha. Mối hàng thì cũng rất là ngấu anh em. Tiếp theo mình sẽ test thử trên que 3.2 ha. Và đây nó là 3.2 mm. Ok. Rồi, và đây là cái mối hàng 3.2 của mình nè. Hình như là mình chỉnh đúng dòng hàng của nó đó. Bởi vậy anh em nhìn thấy cái mối nó sẽ rất là đẹp luôn ha. 4.0 mm, lắp vô test luôn còn sao ha. Maximum luôn ha.
Dạ đây, cái món hàng 4 ly của mình nè. Đây mới nãy mình sử dụng lửa nhỏ nè, cũng ok nè. Rồi cái lửa maximum luôn. Thì nó vừa nấu xuất sắc mà cái lửa hàng của mình cũng rất là đều luôn ha. Và cuối cùng mình sẽ test thử cái đũa hàng inox coi coi nó có hàng được không nha nè. Chỉnh cái dòng hàng cho nó thấp xuống xíu ha. Anh em có thể cho nó cao lên xíu cũng được. Lên 7 sắc cầu vồng luôn nè. Nhìn quá trời đẹp anh em. Bài test mình thấy thật sự con máy này nó rất là mạnh, xử lý công việc cũng rất là hiệu quả. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giữ luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha.